Xin kính chào tất cả mọi người. Hôm nay trở lại kênh YouTube của Khôi, kênh về âm thanh bài, âm thanh cổ tại quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay trong những cái ngày đang giãn cách xã hội, gọi là đang nghỉ buôn bán tại vì bưu điện không ship hàng, thì Khôi sẽ làm những cái clip để chia sẻ về các cái món hàng, các cái mặt hàng, cũng như là chia sẻ thêm những cái hậu trường về các cái món hàng. Thì hôm nay Khôi sẽ làm clip thứ hai về cái cặp loa này. Thì những anh em nào theo dõi thì cách đây khoảng cỡ 3-4 tháng trước, lúc mà chưa có bị dịch á, tháng 2 thì như Khôi nhớ không, tháng 3 á, thì Khôi đã quay cái clip này là với cái tiêu đề là hành hành thằng hành người ship loa, đã là ship hàng đã làm tan nát cái cặp loa của Khôi. Thì hôm nay Khôi quay clip thứ hai. Tại sao? Tại vì cái cặp này Khôi đã gửi để làm lại cái màng loa. Thì xin phép là cái cặp loa để kỷ niệm luôn. Nhiều anh em lúc trước cũng hỏi nhưng mà Khôi không bán. Hôm nay Khôi làm về để Khôi gọi là kỷ niệm, để lên thùng mình chơi giải trí. Thì trước khi vào xem thì Khôi cho anh em xem cái hình ảnh trước này. Đây, Khôi cho rõ thì đây cái hình ảnh trước ha. Đó, mình kể cho anh em xem này. Đó, em thấy không? Đây, đây là cái bài đăng trước á. Anh em nào theo dõi kênh YouTube, theo Facebook của Khôi thì đều thấy được là cái bài đăng trước ha. Đó, cặp loa rất là đẹp, mà rất độc đáo luôn. Mà nó đầu tiên là mình nói về cái này, là nó là cái sườn vàng này, sườn gôn á, bọc rất đẹp. Nhưng mà bị ship nó hư mất. Cụ đồ thì nó zin ha, cái này thì không cần xem mà xem cái màng loa, để anh em tí nữa anh em có cái dịp so sánh ha. Ok ha. Đó, bây giờ Khôi sẽ quay cho anh em xem. Thì đây, anh em nhìn vào đây này, đây là cái tem của cái bên Nhật nó bán. Còn đây là cái tem của Việt Hùng anh em. Đi Việt Hùng ha, những ai mà thợ á, những ai thợ mà chuyên đi làm loa là biết cái tem này, thấy Việt Hùng này ha. Khôi TP ha, mã số và số điện thoại của Khôi này. Đó, bây giờ Khôi lật nó ra cho anh em cùng xem ha. Đây, đây nè. Đó, thì mấy tháng trời anh em mới làm được. Thì lấy ship khi mà lúc mà chưa có bị dịch á, thì khi mà Khôi lấy về á, thì Khôi lấy nó để bên kho á, để bên công ty á, nên Khôi cũng quên luôn. Thì mấy bữa trước Khôi qua thì Khôi mới xem, thì Khôi mới 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 lấy về. Mình cũng quên luôn cái món hàng, tại vì nó cũng giá trị nó cũng nhỏ, cũng như là một số đồ sửa thì mình cũng quên mất nè nha. Thì anh em thấy là trước và sau ha, trước khi sau và làm thì nó khác nhau hoàn toàn luôn. Đây là lúc cái nguyên bản zin của nó là gân sóng anh em ha. Này, gân sóng đó, anh em thấy là gân sóng ha, gân sóng. Nó cũng là dòng màng màng giấy và gân liền, nhưng mà nó là cái màng gân sóng. Anh em mình thấy không? Đó, thì mình đã xử lý ha, mình đã làm, thì chỉ có làm cái này thôi, còn cái chép vào trong thì không anh em. Cũng là thay gân liền. Thì lúc trước á, Khôi nghe một cái, thì với bây giờ thì thật sự là cái chất âm nó không có thay đổi nhiều anh em, không thay đổi nhiều, tại vì sau đấy là cái dòng loa cổ, loa cổ, nó là dòng cực cổ rồi, nó cũng là gân giấy, cũng là cái màng giấy. Thì cũng có thể là lúc trước là Khôi ghép với một con âm đi khác, còn bây giờ thì ghép một con âm đi khác, thì nó cũng có cái sự khác nhau. Nhưng mà nếu mà những người sành điều và nghe kỹ, nghe đèn, ghép đèn á, thì mình sẽ thấy nó khác về cái đầu đồng của này. Đây là cái đầu đồng của cái màng loa. Tại vì khi mình thay cái màng giấy bây giờ á vào á, thì nó sẽ cứng hơn, nó sẽ cứng hơn này. Có nghĩa là nó vẫn ra bass, ra các thứ chất âm rất là hay, nhưng mà cái màng nó cứng hơn. Còn những cái màng mà của gân zin á thì nó mềm, thì nó có cái đồ đồng hơn. Con xuống hai đi để ba quay clip nhé. Đó, thì thằng cu đang ngồi với ba nó nha. Đó, thì nếu như thật sự mình không nói á thì cũng không ai biết anh em, nhưng mà mình chia sẻ với anh em như vậy để anh em cũng biết được là cái cặp loa khi thay màng rồi nha.
À, bình thường là các cái dòng của Nhật về, của Mỹ về á, cái gân này là gân liền này, thì nó sẽ không có quét quét keo, à, còn không quét dầu. Còn đây là ở Việt Nam thì quét dầu luôn để mà bảo vệ ha. Thì làm cái một cái màng như vậy thì nó lâu lắm á này, nó mình gợi cũng cũng tụi nó cũng không làm, không có đồ làm, nó gần 2 tháng trời không muốn làm, nhưng mà mình cũng nhờ vả để làm cho nó hoàn thiện á. Tại vì cái màng này nó cực kỳ nó khó, tại vì cái màng này là nó râu nó nổi, râu râu nổi nè, đây này, cái râu nó nổi ở trên 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 màng ha. À, một dòng loa cũng khá độc đáo luôn. Thì hôm nay Khôi chia sẻ với anh em là như vậy, à, để anh em cũng hiểu. Thì qua đây á, mình cũng chia sẻ với anh em là ở cái cặp loa này á, là anh em biết á, mình ship về mình kinh doanh mà mình buôn bán, nhưng mà thật sự là lỗ, à, lỗ rất là nhiều luôn. À, nhưng mà gọi là buôn bán thì mình chấp nhận thôi, nhiều anh em cũng đâu có hiểu được cái công việc buôn bán đâu nè nha. Đó nên là những cái món hàng mà khi mà ship đi á, ship đi cho anh em á, nếu mà nó xảy ra các cái sự cố á, thì cũng rất mong anh em là hiểu và thông cảm. Vì các cái dịch vụ họ ship mình không muốn nó hư, nhưng mà khi nó hư rồi thì Khôi cũng sẵn sàng là Khôi hỗ trợ thêm chi phí các thứ để anh em xử lý, hoặc là gửi vào trong này Khôi xử lý đó. Chứ mà khi mà ship hàng mà bị lỗi mà bắt hoàn toàn một một mình cái người bán chịu á, thì rất là thiệt hại, rất là tội cho họ nha. Tại vì khi mình đã chấp nhận mua xa thì nó có vấn đề rủi ro là hoàn toàn xảy ra, có thể xảy ra nha. Rồi ok, thì cặp loa này nó rẻ nè, à xin là nó rẻ thôi chứ nó không có mắc ha. Nhưng mà có một cái là nó kỷ niệm, nó độc đáo, nó theo đúng cái sở thích của Khôi là nó độc. À, đó thì Khôi muốn chia sẻ anh em một chút xíu về như vậy. Và cái phần cuối thì Khôi sẽ phục vụ anh em test nhạc, test một cái bản acoustic để mình nghe chơi. Bản lần bây giờ là Khôi sẽ test khi mà chưa có cái thùng. Còn mai mốt thì Khôi sẽ vào cái thùng rồi bát 30, thì Khôi sẽ test cho anh em nghe. Rất là hay ha, rất là hay. Cái cụ này thì theo Khôi nhìn nhận và đánh giá thì nó là cái cụ Nhật, cụ Nhật anh em. Tại vì nó thuộc về cái dòng đồng trục ha, đồng trục này. Nhưng mà nó là cụ móng, cụ này cụ móng này, nhưng mà nó không có tinh chỉnh. Thì thường nó xuất hiện nhiều ở trên các cái dòng loa Nhật. Đó. Đây, coi phải mở cho anh em xem này. Thì mình mới nhìn như vậy nhưng mà cái cụ thực tế trong đó là một cái cụ móng người ha. Đó anh em thấy không? À. Đó anh em thấy không? Thì theo Khôi kinh nghiệm của Khôi là như vậy, thì Khôi đoán nó là Nhật ha. Tại vì nó không có thông tin. Nhưng mà với các cái kinh nghiệm của người bán á, người chơi lâu năm á, thì mình cũng Nhật thì hoặc là Mỹ thì nó cũng đều là dòng 8 ôm. Và cái thứ hai nữa, dòng cụ móng mà thuộc về dòng này á, thì nó độ nhạy rất là cao. Thì lúc trước Khôi cũng có ghép rồi, và mấy hôm nay Khôi cũng ghép thử với các cái con âm ly khác nhau, thì đúng là nó là dòng cổ, rất là cổ luôn nha. À rồi rồi, ba mở bên này rồi ha. Rồi bây giờ để ba test nhạc nhé. Rồi cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi clip của Khôi. À, bây giờ thì mời anh em cùng nghe thử chất âm. Sớm mai thức giấc nhìn quanh một mình, ngoài hiên nắng loé đàn chim giật mình. Biết lời tỏ tình đã có người nghe, nắng xuyên qua lá hát sương lìa cánh, đời mong manh quá kể chi chuyện mình. Nắng buông cuộc tình bỗng tắt bình minh, ngon ngang.
bắt đầu tình cờ gặp nhau, ngỡ ngàng nhìn nhau, để rồi còn gì nữa cho nhau. Sáng chưa khuya tôi nhìn quanh một mình, đường quên không tới, tìm nhau ngại ngùng, chỉ vì đời mình chưa có bình minh. Chưa có.